Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Nếu thực hiện được với lòng, chính là chân thật ở trong trần này. Chân câu kệ của ông Bàn Long Ẩn: mười phương đồng hội tụ, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường tuyển Phật, không tâm thì đậu về. Xin thầy giải thích bốn câu này. Câu này là của A La Hán. Gia đình ông Bằng Long Quẩn là A La Hán, tịch diệt bởi A La Hán, không phải giải thoát. Vì tính cách, nếu giờ tính gia đình ông Bằng Long Quẩn ta cách đây 1600 năm, không con thua. Bởi vậy, bởi vậy mà nói là học vô vi là cái gì? Là học cái cõi vô hình. Vô hình là học để làm gì? Là học A La Hán. Chính ông Phật Thích Ca cũng học A La Hán mới thành A La Hán. A La Hán để sống trong thế giới này. Chứ đâu phải gia đình ông bà Long Quẩn là thành Phật đâu, gọi là thành A La Hán, tự tịch diệt được hết. Chuyện đó chuyện nhỏ của đạo Phật thôi. Chứ đạo Phật cái tuyệt đỉnh của nó là những cái chuyện thuật của thế gian không xài. Cái gì anh tịch thành tịch thành thành như vậy mà tôi chỉ có công đức tôi về thôi. Bên đây mà tịch là gì? Là có cái thần thông để người ta là kính nể mình thôi. Chính cái đó mình chết á. Người nào ở thế gian này mà tu mà thích thần thông, thích tự tịch diệt, coi chừng đi vào A La Hán hết. Ông A La Hán là gì? Phải phục vụ ở đây. Mới mốt mà tôi sẽ nói là tôi ra là 18 A La Hán, mỗi ông tên gì và chủ thuật gì tôi nói hết cho nghe. Tôi chuẩn bị tôi làm bên hông chùa nè. Đó, tôi sẽ nói hết cho nghe. Rồi, không hỏi tiếp đi. Bài kệ thiền có câu: mạch Phật hiện ở nước ta, ở nơi đất tốt, trên nhà bốn con. Những ai đại phúc biết còn, nhận ra mạch ấy là con Phật Đà. Xin thầy giải thích các câu kệ này cho con hiểu. Ai hiểu cái đó rồi, nhưng mà nhận được cái này ai, có nghĩa là ai hiểu được thiền tông là người đó sẽ được là con của Phật đó. Còn Phật đây thì tất cả người vô thiền tông là bắt đầu học đường về Phật giới. Vô thiền tông chỉ duy nhất chỉ cái này thôi, chứ không có gì khác. Mạch Phật ở nước ta là biết rồi, hiện giờ thiền tông ở nước này nè. Ở trong đất tốt, nhà bốn con là gì? Bốn con nước tốt là cái gì? Long lân quy phụng, mà nó ở trong đất rồng á, ở trong đất lông á, phải không? Là nằm ở trong đất rồng á. Đất rồng ở đâu? Cái chùa này nằm ở đất rồng nè. Những ai biết còn là biết mình có cái Phật tánh á, là con Phật Đà. Mình không biết Phật tánh thì đừng có nói là Phật tử, không. Không biết Phật tánh đừng xưng Phật tử. Nên nhớ là không biết Phật tánh hoàn toàn đừng xưng Phật tử. Phật tử là con Phật và phải biết cái tánh Phật Đà này. Còn không biết là gì Phật, xưng cái gì? Là con thầy chứ không phải con Phật. Đi quy y ông nào thì lúc tôi còn có thầy đó chứ tôi với con Phật là con thầy. Giờ con hỏi tiếp đi. Nhân quả thời kỳ mạt pháp ứng nghiệm nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Có khi ứng linh ứng ngay tức thì, có phải do thời đại văn minh tốc độ vận hành của mọi cái đều nhanh lên, báo ứng nhân quả cũng nhanh hay không ạ? Đúng rồi, bây giờ là nguyên tắc á. Thế giới ngày xưa đó, cái trả nhân quả rất lâu là vì nó quay theo tốc độ mà đồ đồng. Bây giờ nó cái gì? Bây giờ mình suy nghĩ đây, ngày xưa mà mình ở đây mình nói chuyện Sài Gòn làm sao nói đây? Nó chạy dưới nói. Bây giờ không cần, bên Mỹ 5 giây là tới rồi luôn. Nhân quả báo ứng nó theo cái tốc độ văn minh của loài người. Chứ không phải, chứ ngày xưa mà nói, bây giờ nói là cái ông đó bị tử hình đó, dẫn từ đây tới đằng kia đạp bổng á, phải đi bộ. Giờ không cần, mày lên xe tao chở mày đi đây, rất nhanh. Thì cái nhân quả nó cũng đi theo cái thời văn minh của người.
Vì thế mà Thiền Tông nó cũng phải đi ra cái thời gian mình nó mới dạy được. Nói xin lỗi, 20 năm về trước dạy này đó, nó chửi luôn á. Chứ đừng có nói chi bây giờ. Chính tôi đã nhận cái này 60 năm về trước mà không ai hiểu cái gì. Mà trong khi đó tôi biết mà bây giờ nói ai giờ đâu. Mấy ông hòa thượng mà to hồi đó là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi hỏi đâu nào hiểu đâu. Đó, ông Thích Tịnh Khiết, tôi đã từng hỏi ông là Tăng Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết. Ông Hoàng Tổng hiểu. Ông nói mày đừng có nói khùng. Tôi nói hỏi hòa thượng vậy thôi, chứ tôi thấy trong báo nói vậy, tôi hỏi vậy thôi. Ông chửi tôi là khùng. Thì tôi hỏi nói vậy thôi chứ nói sao vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin thầy cho con biết những người nào có khả năng và có cơ duyên khai thác được nền văn minh không gian, và con người có cách nào để học để tận dụng được cái nền văn minh không gian này hay không ạ? Cái nền văn minh không gian này không phải học một đời này mà bắt được đâu. Mà đời trước á, con đã từng là tiến sĩ đi, con chết mà con ở trên thế giới này. Khi mà con đầu thai lại là người đó, là cái gọi là cái chủng tử nó vẫn còn, nó ra nó tiếp nhận được cái này, nó bắt được. Còn con hồi xưa mới học lớp 5 á, bây giờ muốn tiếp nhận không gian không có chuyện đó đâu con. Chỉ trừ trường hợp nào người ta kiếp trước người ta đã có rồi, tông đạo Phật gọi là chủng tử không gian, thì bây giờ mới bắt được. Còn con không có, không bây giờ cũng như là bây giờ con làm gì làm, nhưng mà trong tài khoản con có $1,000,000 con làm bấy nhiêu làm, mà con muốn xài nhắc cái thẻ vô nó ra đó, có gọi là chủng tử không gian. Con có cái này thì con mới tiếp xúc với không gian được, còn không có thôi ăn theo ta thôi, người ta làm mà con hưởng thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Các vị hòa thượng hay cao tăng đắc đạo khi chết thường hay có những trường hợp xuất hiện các cái đám mây màu sắc rất đẹp, hiện tượng này là như thế nào và do ai làm ra? Thánh giai. Trên thế giới này nè, nó có hai cái loại người, loại thần ủng hộ và thánh ủng hộ. Mà đi sâu là tôi không nói, phải không? Nếu mà thần thì thích cái này, thánh thích cái kia. Tôi không nói cái này, nói cái này đó là quan trọng lắm. Trong cái này, trong cái giáo lý nó nói, thế gian này chỉ có hai cái loại người, một là thánh thần. Thánh thích cái gì, thần thích cái gì. Đứa trẻ vừa đẻ ra biết nó đời sau nó được trong tương lai nó là cái gì, là do cử chỉ hành động và nói năng của nó đó. Rồi nó phân biệt mày nữa sẽ là thánh, mày nữa là thần. Người ta dám nói câu này luôn đó. Vì các ông thầy bói á, không có gì, nó căn cứ vào cái luật này, nó nhìn thấy được. Mà thầy thường thường thầy bói á, nó nhận được cái, nó nhìn được cái vô hình đó. Một là vì tại ổng nhờ cái ông thánh giúp đỡ ổng. Thầy bói nào mà có người nhập thì coi rất hay, không nhập thì kể gì coi, mình nói xạo thôi, không có ai giúp tao hết. Nó cái này nó đi sâu vào trong thế giới vô hình. Nhờ con hỏi tiếp đi. Khi biết được pháp môn Thiền Tông, con rất muốn chia sẻ cho các bạn đồng tu cùng với con, đồng tu trong pháp môn vật lý với con trước đây. Nhưng khi con vừa khởi niệm muốn chia sẻ thì toàn thân con nổi gai ốc lên, thì hiện tượng này là như thế nào ạ? Không nên. Nó bị lực cản, bên kia nó đã âm quá, nó bị lực cản đó. Con vừa khởi niệm là bắt đầu cái nó không chịu liền, phải ngưng lại, hoàn toàn không tiếp xúc. Con tiếp xúc vô con chừng con bị tai họa đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở bản chùa Long Hương có ghi câu: toàn tri hiện hữu như hiện hữu, pháp giới tỏ thông không thứ không khứ lai, hư không vũ trụ trong tay nắm, niết bàn sinh tử mãi rong chơi. Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu về cái câu này. Này ông tu Mật Chú Tông á, nhưng mà cái gốc của ông á là Thiền Tông. Cái ông tây này ông tu Thiền Tông, nhưng mà ông lạc qua cái Mật Chú Tông, vì thế mà ông cãi. Ông cãi đó tôi không nói ai. Nói câu này là ai tôi biết rồi.
không? Tôi không nói mít lòng người ta. Những cái người mà nói mà ngâm thơ có tính cách quyền bí hoàn toàn là tu mật chú tông hết. Mật chú tông nó mới sai khiến được cái cõi kia, nó mới làm ra được cái này. Hoàn toàn không ai hiểu cái này. Nhưng mà tại vì á, người ta không có hiểu, nhưng mà nghe cái giải thoát thì người ta cũng thích, nghe người ta làm thơ cũng làm thích. Thứ nhất là mấy ông Phật gia làm thơ là mấy ông này nghe bắt chước thôi, không hiểu cái thơ này. Cái thơ này là cái thơ gì? Bởi vì trong cái truyền thiền tôi có nói thơ này nó thuộc về thơ thiền của thánh làm. Thấy không? Tôi nói thơ này của thánh làm đó, để nó nằm ở trong cái mật chú tông của chứ không gì đâu. Mà thôi bây giờ cái chuyện mà người ta nói gì ta nói, còn mình ở đây á, mình chỉ phân tích thôi. Nhớ là ở đây là phân tích. Ví dụ anh bữa làm cái gì đó, tôi nói là anh là tu cái pháp môn nào, tôi nói cho nghe vậy thôi. Còn thành quả như thế nào á, thì coi trong cái mà kêu bằng lời dặn dò về Phật giới đó, tu cái gì được cái gì đó, ta cũng nói hết rồi. Nhưng mai mốt á, cái này người ta phải nói rõ hết ha, ta làm bằng bản mà ta có cái nơi thờ đàng hoàng đầy đủ hết, ta giải thích hết cho mình nghe, thì sau đó mình tới đây mình nhìn thấy biết ai tu cái gì, thơ xuất phát để là từ đâu để ra và muốn làm cái gì. Chính những người mà tưởng đâu mà làm kệ giỏi á, là mình thành cái này thành kia, sự thật hoàn toàn không có thịt được cái gì hết được. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin thầy chia sẻ về nội dung hoạt động thiền tông thất của chúng con để cho được phát triển ổn định và lâu dài ạ. Muốn thành lập thiền tông thất thì phải có cái ban bệ đàng hoàng, việc ai nấy làm. Nhưng mà vô này thì bỏ cái chấp ngã thì thiền tông thất sẽ sống lâu. Còn cấp ngã thâu dẹp đi, đừng có làm gì mất công. Tất cả gì tu thiền tông bỏ ngã, bỏ cái chấp ngã và bỏ cái tưởng tượng luôn là mới tu được. Chấp ngã tưởng tượng thôi, đừng có tu thiền tông, đừng có thành lập cái gì cho mất công. Rồi mai mốt mà mất công nhà nước xử lắm, xử là kiện á, kiện này của này của tao, của này của mày, không được, dẹp đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Thưa bác, giữa vòng hoàng đạo 1 và 2 là nơi không có lực hút âm của trái đất. Ở đó chỉ có duy nhất một vị trí để hoa tiêu dẫn các trung ấm thân đến để chờ vào trung tâm vận hành luân hồi. Hay là có nhiều vị trí, thưa thầy? Một thôi. Bây giờ giống như cái thế này nè, cái thế đất này nè. Hai cái tỉnh Long An hoặc là hai cái nước á, cái biên giới đó. Biên giới thì nó bắt đầu nó phải có cái kẽ hở. Anh mà phạm pháp, anh ví dụ biên giới mình với Campuchia đi. Mới Campuchia, thằng Campuchia bắt Việt Nam, thằng Việt Nam bắt, tôi đứng ở giữa. Tôi không phải ông, không phải của nước ông, không phải nước này. Tôi hoàn toàn không làm được. Vì thế mà trong cái thế giới vật lý của cái sức hút, của cái bầu hoàng đạo 1 và 2, nó có cái ranh giới để nó quay mà. Bởi vì cái anh kia quay nhanh hơn, anh này quay chậm hơn. Thì ở đó mà chỉ trung bấm thân và tánh Phật mới ở được thôi, vì nó là điện. Còn tứ đại mình vô nó kẹt, nó quay mình chết luôn á. Thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này. Giữa cái lực hút bên kia nó hút nhanh hơn, nó quay nhanh hơn, bên đây quay chậm hơn. Thì nhờ cái chỗ ranh giới đó mà ông Phật mới dẫn mình đến cái chỗ đó, tới chỗ này an toàn nè. Nhưng mà đặc biệt vô chỗ đó không ăn. Nó đâu có ma sát vật lý đâu mà ăn, nó không có đói. Chứ còn nếu ở vô đây nó hút đồ đói, bắt đầu phải ăn. Vì thế mà trung ẩm thân mà ăn bằng mùi thì phải có người ta cúng. Nên phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Vì thế mà cái chỗ này để cho người ta thoát ra. Còn cái kia nó hút, để cho nó hút vô là nó đẩy ra. Cái trung tâm vận hành luân hồi nó hút và đẩy. Còn cái thằng này nó ở cái vị trí để mà chờ đợi để đến ngày đi ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi được điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đẩy tánh vật ra khỏi cửa hải chiều dương của tam giới trong vòng 1 giờ,
Trong thời gian đó, tánh Phật có cảm nhận hay suy nghĩ gì không ạ? Có nhìn thấy gia đình mình, trái đất mình sống và các hành tinh trong tam giới không, thưa Thầy? Bây giờ một vị Phật đến để rước một trung ấm thân nào thì người ta chỉ ở đó thôi. Đó. Cái nhiệm vụ của người ta không phải là khi mà đã thành Phật rồi, ví dụ ở cái Nam Diêm Phù Đề đi, khi đã thành Phật biết bao lâu, rồi bây giờ đợi khi nào Nam Diêm Phù Đề Thiền Tông công bố ra đó, thì người ta mới trở lại thôi. Khúc đó là làm sao còn nhớ ạ? Ông bà cha mẹ thì nó có trăm năm thôi, nó qua hết rồi, không có nhớ được. Mà những cái chuyện tánh Phật thì nó đâu có chuyện lưu liếng thế gian nào mà còn nhớ, còn biết chi cho nữa, không phải. Có nghĩa là khi mà anh thành Phật rồi mà anh có cái nhiệm vụ phải về cái cõi Nam Vũ Bồ Đề, nó đang công bố quyền ký á, thì anh tới đó anh rước người ta, thấy không? Mà nó qua, khi mà nó chấm dứt rồi thì bắt đầu cái Nam Vũ Bồ Đề là thánh thần hiện hết, chứ không có ông Phật nào vô đây được hết. Đạo có nha, nhưng mà hoàn toàn không có dầu giải thoát, chỉ có đi giảng sanh thôi, hoặc là làm này làm kia thôi, chứ hoàn toàn không có. Bây giờ mình thấy bây giờ tại sao mà phải làm ông Phật lớn để chỉ đi trong càn khôn vũ trụ? Bây giờ tôi nói là tại sao trái đất mà người ta nói là cái hạt cải, tất cả Bồ Tát Phật vô trong cái hạt cải, mà nuôi Nam Diêm Phù Đề để nó nói là cái hạt bụi chứ chưa tới được hạt cải. Một hạt bụi mà Phật kêu bằng Bồ Tát rồi Phật ở trong này nữa, là nó nói gì, là nói ai cũng phải tánh Phật á, mà ở trong cái này hữu hình hiện giờ cái Nam Diêm Phù Đề này 7,5 tỷ người, đó là cái hữu hình. Còn cái vô hình là sao, loài này loài kia là sao, nó khủng khiếp lắm chứ không phải đâu, con số mình không tính được đâu. Nó vì thế mà mình tu Thiền Tông rồi mình nhìn thấy tại sao mà trong kinh thường thường họ nói là một di lập phá di trần xuất kinh nguyễn. Kinh nghĩa là kinh nào? Giáo lý đó. Anh đắp được cái hạt này, cái giáo lý nó ra. Giáo lý kỳ này anh đắp được cái chấp của con người thì giáo lý ra. Còn anh không đắp được cái chấp con người, hoàn toàn giáo lý bích lại liền. Rồi câu hỏi tiếp đi. Có dấu hiệu nào để tánh Phật biết mình đã vượt qua cửa hải triều dương không ạ? À? Biết gì vô đó, mặt nhãn mở ra thấy biết hết, biết cách nào. Có nghĩa là anh vô ở đây, anh mang bằng điện từ âm dương, là cái thân trung ấm thân bằng điện từ âm dương. Khi anh ra trung tâm vận hành luân hồi, âm nó bốc văng trở về thế giới này, dương cũng vậy. Anh hiện nguyên hình là tánh Phật và công đức. Về bởi nó quay, nó nhộm sao nó thành một kim thân Phật, ra cái chuyện bên đó, thấy không? Mình vô trung tâm vận hành thì mới biết rằng gì tôi nói, mà nói là vì thế mà vô trung tâm vận hành luân hồi, vì nào cũng thốt lên một cái câu nghiệp chướng bổn lại không. Vô nó là ủa, hồi xưa là mình không hiểu, bây giờ vô đây ủa cái này nó bay rồi, nó bay mình thấy luôn. À, cái phước của mình nó bay mình thấy luôn, trở về là dương á, cái âm cái ác nó cũng bay vẫn biết á. Thì vào đây duy nhất là Phật nhãn ra, rồi tất cả cái gì thế giới vật lý trả về cho vật lý. Giống như mình ra đó đó, mình mặc áo quần ở trong này nó cởi hết cho mình, mình trả đi về đi. Anh phải mang nguyên si của anh đó, anh về bến đi, anh có mang công đức về bến rồi anh sao đó anh thành Phật lớn Phật nhỏ về cái chuyện của anh. Đúng không? Ở đây thế giới vật lý trả hết lại, âm dương trả hết lại cho thế giới này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này, mình phải hiểu cái tu đạo Phật Thiền Tông mới được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Khi tánh Phật trở về Phật giới, các vị Phật có đến đón chào không ạ? À? Đó, trong kinh nói là có đón, nhưng mà tôi chưa về, tôi chưa biết có đón. Trong kinh nói, ông Thích Ca đầu tiên có nói, ông nói với ông gì, ông Thế Lợi Phất, chừng nào ông về tôi ra tôi đón. Nhớ không, đầu tiên ông Thích Ca đã nói với ông Sa La Phật, nói là sao con về được, ông dư sức về.
duy nhất ở ở cõi Nam Diệu, ở trái đất này, ông Thích Ca duy nhất dạy về Phật giới là dạy cái ông Xá Lợi Phất này, dạy công thức đường về Phật giới đầu tiên là dạy đó đó. Vì thế mà chùa Thiền Tông mới lấy được cái cốt truyện này mới viết ra để mà giúp người ta về Phật giới. Chứ đầu tiên Đức Phật dạy ông Phật về Phật giới, về đường về Phật giới là dạy ông Xá Lợi Phất, không có dạy người thứ hai nha. Đó, vì thế mà nói là tất cả những người ở Nam Diệu Phù Đề đầu tiên được độ về Phật giới thì duy nhất ông Phật độ con người thôi, không qua độ hài. Còn mấy người mà hiểu đạo thì hoặc là ngộ đạo thiếu gì ha, mà về Phật giới, thì muốn về Phật giới thì những người đó bắt buộc phải đi theo cái dòng thiền, để khi công bố quyền ký ra thì ông đầu thai ông lại để ông nghe. Hồi xưa là ông tổ á, giờ ông ngồi ông nghe nói cho ông biết á. Bà Long Nữ nói là tôi đã hợp đồng với bà Long Nữ trước khi tôi dạy cái pháp môn này đời. Hợp đó bà Long Nữ là lúc bà 24 tuổi rồi, 25 tuổi ông mới đi tu. Tu mà đến 31 tuổi ông mới ngộ đạo, là ngộ gì, ngộ thánh, thọ A La Hán, để cho nó để đủ sức cái lực để thành lập đạo. Thấy không? Thành ra bây giờ từ khi công bố quyền ký ra rồi bây giờ thì mới biết là đường về Phật giới. Ngày xưa làm sao biết. Vì thế mà không ai biết, mấy ông thầy chửi là đúng đấy, đồ khùng. Cái mà nói là cái này của Ma Dương đúng không? Bởi vì tôi chỉ cúng sao để lên sao ở, mà tại sao về bên kia nó chửi là đúng rồi. Không phải Ma Dương là cái gì? Cái chuyện nói tầm bậy tầm bạ không? Tôi học mấy chục năm mà tôi đâu có biết cái vụ này. hỏi tôi chứ có học ngày nào tôi không có. Vậy ông Ma Dương rồi đúng không? Thì tôi nói đúng rồi chứ sao, tôi có nói tôi thánh thần gì đâu, tôi Ma Dương đúng. Vì ăn nói tầm bậy tầm bạ mà. Nhưng mà cũng may là có nhiều người nghe, chứ không nghe cũng thì tôi cũng nói thôi, nghe không nghe thôi chứ. Ông bà Thảo biểu tôi nói là cho nghe thôi. Chứ tôi cũng người bình thường có tu gì đâu. Nghe không? Mà tôi nắm được cái bí kíp, chức là cái bài giáo lý, bà đưa tôi viết lại, bà đưa tôi đánh máy lại, bà viết tôi đánh máy rồi, mà tôi hơn nữa là sao trước là đánh máy xong rồi quay Roneo, sau này đi tính, tôi in tới in lui, tài liệu như nhớ hết, biết hết, giờ tôi khỏi cần cầm tôi cũng biết nữa, bởi vì cái chuyện tôi làm mấy chục năm nay có nhiều đó thôi, vài năm thì tôi mới sửa lại, khoa học nó tiến lên thì tôi phải viết sách tiến lên, hồi xưa viết sách làm sao? Hồi xưa mà nói chuyện trước giải phóng đâu có vụ in cái điện tử này. Nó chỉ in bằng kẽm thôi. In bằng kẽm thì nó cũng dập cái. Giống như mấy giờ thủ công mà. Bây giờ nó đâu cần cái chuyện đó. Nó chạy ra hết. Chạy nhanh lắm. Thế nên là tôi phải sửa theo cái thế. Bây giờ hồi đó nó in cái kiểu này thì tôi phải đánh theo cái kiểu đề can. Bây giờ nó ra này tôi phải đánh vi tính. Rồi nó mới chuyển cho nó. Thành ra nó đúng là những cái sách này tôi cái kêu bằng làm đi làm lại hoài tôi nhớ, thành ra tôi nhớ, tôi giờ khỏi cần học nhưng mà tôi nhớ hết, ông Phật nói gì tôi biết hôm nay. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Khi về Phật giới, khối công đức hình thành nên ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, một kim thân Phật được hình thành, tánh Phật ẩn vào kim thân Phật thành một vị Phật. Quá trình hình thành một vị Phật mất thời gian bao lâu ạ? Nó để hỏi ông Phật Ca sao tôi có về nữa. Ông chỉ nói hình thành Phật thôi chứ thời gian đâu biết. Nhưng mà nên nhớ một điều á. Bây giờ á hỏi cái này thì cũng đúng chứ phải không? Bây giờ ông họa sĩ mà vẽ giỏi đó, cái hình đó ông vẽ chừng 2 phút. Ông vẽ 3 ngày, vẽ nữa vẽ 5 ngày. Hình thành tánh Phật cũng vậy, là tùy theo công đức lớn, công đức nhỏ. Cái đó là theo quy tắc của bên đó. Mình ở đây, một con người tạo ra 9 tháng 10 ngày mới đẻ ra một con người. Phải không? Còn bên kia thì để tôi về bển hỏi. Để mai mốt đi, tôi muốn về, ai gần về đó, tôi biên thơ cho, tôi kèm theo, cho hỏi trước. Người ở thế gian này, thành con người 9 tháng 10 ngày, nó ra con người. Dễ 9 tháng 10 ngày nó mới ra. Còn bây giờ về bển tôi chưa không biết. Chỉ nghe nói công đức về, điện từ quang nhộm vô, hình thành một kim thân Phật, tánh Phật chui vô.
mang cái thân đi, giống như mình ở đây đóng chiếc xe, rồi xe xong rồi đó, xuất xưởng cho ông tài xế chui vô trở thành cái linh hồn của xe. Thì bên kia cái kim thân Phật, tánh Phật chui vô làm cái linh hồn của tánh Phật, có vậy thôi. Thời gian là tôi không biết, nếu mà tôi nói biết thì tôi về bển rồi, tôi chưa. Rồi hỏi tiếp đi.